các bạn thân mến, những hình ảnh mà các bạn đang xem là những hình ảnh của ba mẹ tôi nhân ngày mừng thọ 70 tuổi. Và được cộng tác viên ở quê nhà quay lại những khoảnh khắc tuyệt vời này và gửi sang cho tôi để tôi làm lên video này. Mục đích tôi làm video này là để giới thiệu nét văn hóa của người Việt Nam ta. Và sau đó tôi cũng muốn giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời này để làm kỷ niệm cho gia đình tôi. Như những người con xa quê hương như tôi, nhìn thấy những cảnh như thế này rất là xúc động, mà thực sự cũng rất là vui. Vui vì hôm nay là ngày mừng thọ 70 tuổi của ba mẹ tôi. Nhân con làm cái video này thì con cũng xin phép được gửi đến lời chúc đến ba mẹ, chúc ba mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ bên con cháu. Đến mấy buổi mừng thọ của ba mẹ tôi hôm nay thì cũng có các cô các chú của em của ba mẹ tôi và tất cả các con cháu chắt đã tập trung về đây để chung vui với ba mẹ tôi. Video này tôi cũng làm ngắn thôi các bạn ạ, có mấy phút thôi. Thì đến đây tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Thì đầu năm thì cũng chúc tất cả các cô chú anh chị các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Và sau đây xin mời tất cả các bạn xem tiếp những hình ảnh của gia đình tôi nhân ngày mừng thọ của ba mẹ tôi nha. Và cũng chào tạm biệt cô chú anh chị các bạn.